Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái cây lòng họa mi 60 nang, phun che già, độ sừng bò, phi châu, hàng super vip bên lòng chim bên ống mít luôn nha mọi người. Rất là đẹp, ở mọi người nhìn thì nói chung cái hình thức thì nó cũng khá là đơn giản, nó cũng không có gì nhiều. Nó cũng là các mặt hổ phù, độ, cũng cửa cung đình, cũng là 6 cửa sổ mặt quỷ, vợ cầu dơi, kiếm, mặt hổ phù, rút kéo trao chúc đồ, một số cái linh tinh nó cũng y như nhau, cũng giống như một số cái cây khác. Nhưng mà cái điểm đặc biệt của cây lồng này á, là ở cái phần các cái sừng bò phi châu mọi người thấy đây. Đây là cái điểm đặc biệt và nổi trội nhất của cây lồng này. Rồi. Thì bây giờ em sẽ đi vô chi tiết một xíu các em chi tiết sừng cho mọi người coi cho nó đã mắt. Đây là bộ sừng nằm nè, nằm sừng nè, bánh tiêu bằng sừng nè, sừng này sừng cao cấp nha mọi người. Mọi người nhìn nó màu nó khá là đẹp và nó khá là trong. Đây là trao chúc, nang thì nang 3 ly, 60 nang, rộng 40, cao 50cm. Còn đây là cái cửa rút nè mọi người, cửa rút này cũng bằng sừng luôn nha mọi người, rất là đẹp, rất là chất. Còn đây là cái cửa dưới cửa dơi nè. Đây cái kiếm này á, thì có cái mặt trước của nó nè là vẫn là sừng đó, cẩn ốp vô phía trong, mặt sau vẫn là che, rất là đẹp, và đổ thêm một cái mặt hổ phù nhìn khá là ngầu và khá là hoàng hoại luôn, rất là đẳng cấp. Mặt này nó khá là dày nha mọi người, nhìn nổi lắm. Còn đây là cái phần thân kiếm nè, chui kiếm thì hai cái phần cuối thì cũng là độ sừng đó, nhìn rất là đẳng cấp. Rồi nói là cái kiếm thì mình nói là cái cửa cung đình một chút. Cửa này là cửa cung đình, cũng là che và ốp sừng bò phi châu ở phía ngoài. Đây là cái cửa, cái trụ cung đình, cái cột cung đình rất là đẹp, hàng rất là kỹ nha mọi người, rất là đẳng cấp luôn. Rồi và cái chân này cũng chân lá đề bình thường thôi, mà ba cái mặt chân thì em đều gắn sẵn nè, ba cái mặt hổ phù bằng sừng. Với mọi người nhìn, nếu mà mọi người nhìn kỹ mọi người thấy cái sừng này nó rất là đẹp, tại vì nó là hàng cao cấp mà đó, nhìn khá là đẹp. Và đây là cái nước che, đây là các cái cửa sổ mặt quỷ, kẹp cũng là kẹp sừng luôn. Đây là bờ cầu cống, quay rất là chi tiết. Đây là cầu chính quỷ sừng. Từng chi tiết một rất là đẹp. Thì mọi người mà quan tâm đến cây lồng mi che độ sừng bò phi châu, hàng thượng phẩm siêu độc như thế này và chỉ xuất hiện tại lồng chim bên ống mít đó, thì mọi người có thể liên hệ với bên mình nha. Cái website bên mình là minhongmit.com và cái fanpage là lồng chim bên ống mít. Thì hàng sừng này thì mình làm cũng nhiều size lắm, nói chung là cũng từ lồng nhỏ cho tới lồng lớn, từ lòng đất cho tới lòng lửa, tất cả đều có thể độ sừng, và mọi người thích kiểu nào thì có thể liên hệ trực tiếp và mình sẽ làm theo ý mọi người nha. Rồi từ kích thước cho tới kiểu dáng. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn.